Đã quay cho mọi người xem đi. Phải đấy chứ, bây giờ nông thôn thì mình biết nhiều, còn những người thành phố, những người ở những cái nơi dân tộc xa xôi hẻo lánh, người ta thấy đi người ta thích xem lắm chứ. Đấy, mình cũng làm việc tốt đấy chứ. Đúng là mấy xích thì phải vậy, địa hình mà đúng đi được này. Nhưng mà cắm cắm sắt cái này.